này mấy người ta lên đường lấy nước không nấu, ở phía trong mới là cái chải lúc nấu. Ở giữa rộng á, xa xa cái có ăn trộm thuốc nốt nè. Ở cái khu vực này có rất nhiều cảnh để quay. Ông này hôm qua thấy ông gánh cái này nè, vậy là không lẽ ông ấy cái đồng gánh này ra, tưởng đâu ông gánh cái khúc củi này lên để cái đồng củi nấu được. Mà bữa nay thấy ông gánh nữa là cây này nặng quá, cái đồng gánh nó nhỏ. Con cây này nguyên cái cây quự tổ ố luôn, hay là cây khác không biết, này cũng đi nấu đường rồi. Mà thấy ông đi nguồn, việc này thường là hai người làm. Người chồng thì leo cây, leo lấy nước, còn người vợ thì ở trong trại để nấu đường. Này thấy có mình ông này không đi. Cái này như người ta kêu bằng cây cỏ lau ấy vậy. Bây giờ nó ra bông nó màu bạc bạc, màu trắng bạc đẹp. Ở phía sau chùa Nam Di dưới. Cái lá thuốc nốt này nè, người ta lấy đem đi làm củi nấu đường luôn. Lá khô. Lá nó giống, nó cũng là ná lá cây cọ ở ngoài Bắc. Cây thuốc nốt quá, lá thuốc nốt nè. Lá khô, không biết cái này người ta kéo nó xuống là nó tự rụng xuống rồi. Cái này chắc người ta lấy nó xuống. Cái này là trái nè, trái thuốc nốt mình trái ngon. Cái này nó còn non gì nè, mà nếu mà nó non nữa là người ta bào trên nấu ăn được. Cái trái này, cái này là trái non. Trái này thì cũng không có lấy cơm ăn được, mà cũng không có lấy bột được. Trái cỡ này là không có làm gì được. Đi tới đâu.
lắp xuống đây. Cái này hướng nhìn vô trong làng núi tuốt núi 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 mờ mờ á. Cái núi này nè, cái núi này là núi Cô Tô, còn cái núi này là núi Nam Di, núi bên đây là núi Nam Di. Trời chiếu qua kẽ lá cây thốt nốt. Tới mùa khô là người ta đi đồng, người ta đi theo mấy con đường xe bò, xe máy cài hoặc đường xe bò nó tiện hơn, nó thoải mái hơn, mà chạy theo mấy con đường mà bờ ruộng. Ông này cũng theo đường bờ ruộng cũng lên núi. Xưa còn gọi mấy con đường này đường xe bò chứ bây giờ nó là đường xe máy cày. Xe máy cày đi cắt lúa, nó chạy riết nó thành cái đường vậy. Rồi mình có thể đi theo nó, đi theo nó dễ hơn. Nó đi đi lên đi tắt ngang đồng được. Thì đi theo cái đường xe máy cày nó được cái là đi tới mấy chỗ mấy cái bờ đó, có lúc là xe cắm máy lên dễ hơn. Đụng vô mấy cái bờ này là đi xe qua không được, còn đi theo cái đường xe máy cày á thì nó có cái đường lại lại đi được. Thì cái trại của cô hồi nãy dẫn cháu lên, dẫn chút vô đó quay. Bé nó ra đứng hồi nãy, bây giờ nó chạy vô ở dưới cái lùm cây thốt nốt. Dần dần đi lên sát chân núi là cây thốt nốt bắt đầu có nhiều. Để người ta nấu đường. Rồi nếu bán chích trên kia nữa. Vô thật nở. Lâu ta. Này. Cái này là cái lò người ta nướng nấu đường. Bật nó rồi. Này là người ta lấy nước thốt nốt nè. Quân ta xí cho anh mau đấy nè. Quân ta xí. Rung thốt nốt có lửa. Ta xí. Thèn xí á? Ừ. Nước ta nấu nó cũng đã nấu. Có ốc lấy. Tô cái đó. Có thay quân con toàn máu đấy. Ta nấu đấy. Cái này là tiếng Khmer kêu bằng rung thốt nốt. Dịch là chạy làm đường thốt nốt. Thư bà ông hả? Thư bà ông hả? Cặp ô hả? Đấy, cặp ô là phải dỗ. Phải dỗ. Phải dỗ. Phải dỗ.
này mấy người ta lên đường lấy nước thốt nốt, ở phía trong đó là cái trại thốt nốt. Giờ chạy theo đường đồng. Cái trại nhỏ nhỏ người ta, có làm mấy cái ông bò để mười ký thì được 250. Ra ra ta lấy đi lấy nước thốt nốt. Thế cái bình đó là để đựng nước á.